Sau này liệu bạn và họ còn nối lại duyên xưa? Có những người chỉ cần bỏ lỡ một lần là lạc cả đời. Chúng ta biết được rằng khi chọn cách quay lưng bước đi, dù với tư cách gì chăng nữa cũng chẳng thể hỏi thăm nhau. Thì đây là trải bài dành cho các bạn muốn biết được rằng chia xa rồi có ngày tái ngộ hay không, nhưng ngày đó là ngày nào. Và trong trải bài các bạn có lá bài Hiệp Sĩ Kiếm. Lá bài thứ hai, các bạn sẽ có lá bài Hai Ly Ngược. Và lá bài cuối cùng, các bạn sẽ có lá bài The Emperor, Vị Vua. Lá bài đầu tiên, Hiệp Sĩ Kiếm, nó đến cái điều gì? Cái hoàn cảnh bạn gặp phải, đó chính là sự khó khăn khi cam kết hợp tác. Bởi vì bạn đang gặp một đối tác, họ bị kích thích bởi phần trí tuệ. Một con người thiên về sống lý trí, và người này cảm thấy rất là khó trở nên thân mật, tình cảm với một người nào khác, đó chính là bạn. Nếu như điều này họ trong cuộc sống tình yêu với các bạn á, thì chắc chắn bạn đang ở một trong tình huống là họ hết yêu thương bạn rồi, và họ muốn nhanh chóng rời khỏi mối quan hệ khi họ cảm thấy phải đưa ra một lời cam kết hoặc lời cầu hôn với người nào đó. Thậm chí là họ muốn rời bỏ mối quan hệ với người này. Và bạn là cái người bị hút ép họ quá nhiều trong vấn đề tình cảm. Do đó khiến cho cả hai bạn rời xa nhau mà các bạn không có sự thân mật. Một người sự rất sợ hãi sự thân mật. Một đối tác thật sự rất dễ nhàm chán trong cuộc tình. Bởi vì cái sự nóng tính và hiếu thắng của họ, họ mang một năng lượng của người trẻ tuổi, nhiệt huyết. Nguyên nhân hầu hết cho cái việc thất bại trong tình cảm là sự hiếu thắng và nồng bồng bột ở nơi chính người này. Và bản thân của họ cũng chưa biết thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Đôi khi khiến cho bạn cảm thấy là bạn không có được trân trọng. Bạn thấy cái người này tại sao họ không có cảm xúc gì hết. Và họ sẽ khiến bạn buồn. Nhưng mà chắc chắn cái điều này không phải là điều họ muốn các bạn. Bởi vì cái người này họ thích cái hành động và suy nghĩ chưa kỹ càng thôi. Nhưng với một tình cảm mà tiến tới lâu dài với người này chắc chắn sẽ làm cho bạn thất vọng rất là nhiều. Cho tính cách nóng nảy và hiếu thắng rất nhiều của họ, họ cảm thấy chán nản hoặc khi có mâu thuẫn cãi cọ xảy ra. Nhưng mà họ thật sự là người tốt, họ biết quan tâm đến bạn. Nhưng đôi khi cái sự lý trí và việc không thể hiện tình cảm khiến cho bạn bị tổn thương, dẫn đến tình cảm hai bạn sứt mẻ và hai bạn dần xa nhau. Lá bài thứ hai là các bạn cần phải hành động gì cho họ có thể trở lại với bạn. Ở đây các bạn có lá bài hai ly ngược. Trước đây, cái sự cân bằng của hai người đã bị phá vỡ. Sự cân bằng là một thứ không thể thiếu để giữ các cá nhân ở lại với nhau. Khi nó xa phá vỡ vậy á, thì mất đi sự kết nối và bất hòa đã diễn ra. Sự tiêu cực hiện diện ở hai bên luôn, thay vì các bạn phải hun hút mà dường như là hai bạn đẩy ra xa rất là nhiều. Vấn đề ở đây là các bạn cần phải tìm sự cân bằng. Bạn muốn cái sự cân bằng này các bạn phải tìm lại chính mình. Và các bạn đừng có quá phụ thuộc vào nhau. Hãy để cho mỗi cá nhân phát triển theo một kiểu riêng của mỗi người. Cái sự cân bằng ở đây là giữa bạn và họ có thể bị đảo lộn về động lực, không có đồng điệu. Một là bạn giỏi quá, hai là bạn dở quá, hoặc là họ giỏi dở mà bạn dở giỏi. Cái điều này nó khiến cho một trong hai cảm thấy bị tự ti trong mối quan hệ này. Và nếu như bạn ở trong mối quan hệ, hãy đảm bảo rằng tất cả mọi thứ phải được nuôi dưỡng và nuôi dưỡng bởi cá tính riêng của bạn và của họ. Hai bạn là những hai người khác nhau, đến từ hai cái thế giới khác nhau. Chúng ta có những sở thích và nhu cầu rất là khác nhau. Do đó, cái việc đón nhận cũng như cái việc chấp nhận cái sự khác biệt này là cái điều mà các bạn cần phải chú ý đến. Chính cái nguồn năng lượng chấp nhận tất cả mọi sự khác biệt, chấp nhận cái ý kiến cũng như cái việc làm của họ, chỉ biết ủng hộ thôi các bạn, thì mọi thứ sẽ mang lợi ích rất nhiều cho mối quan hệ. Hơn là các bạn muốn người ta giống y chang mình. Bạn có thấy nếu như bạn yêu một người giống y chang bạn, phải là chán không? Ở đây chúng ta biết rất rõ họ đến từ cái nhà đó, bạn đến từ cái nhà này, thì làm sao hai nhà giống nhau được? Nếu hai nhà giống nhau thì các bạn đã làm anh em rồi, chứ không phải là
một cặp đâu các bạn. Do đó các bạn hãy để rằng mọi thứ để mà có được tình yêu, các bạn phải trả giá. Trả giá bằng cách nào? Trả giá bằng cách là chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận họ đến từ một thế giới khác, bạn đến từ một thế giới khác. Chúng ta tìm sự cân bằng trong tình yêu, chúng ta tìm sự giá trị, chúng ta tìm sự giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ nhau, chứ không phải tìm sự triệt nhau, tìm sự giống nhau. Chính cái điều này sẽ khiến cho tình yêu các bạn đưa vào cái phần là oán giận mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy tìm lại bằng cách liên lạc với người này, cho phép bạn và họ nói chuyện cởi mở hơn. Những bất đồng đã bị cắt đứt thì bây giờ các bạn đừng có làm cho bất đồng nữa, chỉ làm thêm trầm trọng. Nếu các bạn cứ giữ cái năng lượng phán xét, năng lượng đúng sai, thì cái điều này làm cho họ giận càng thêm giận thôi mà các bạn. Và thông điệp của lá bài cũng mong bạn biết rằng mối tình của bạn và họ không phải là mối quan hệ nóng vội. Bạn cần phải chậm rãi và cảm nhận những gì đang đến với tình cảm của bạn. Bạn sẽ khiến cho đối phương hiểu được rằng bạn thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Hãy nhớ cho bạn, năng lượng của lá bài này rất may mắn trong chuyện tình cảm. Các bạn sẽ có mối liên hệ kết nối mật thiết trở lại. Nếu như các bạn biết kiềm chế bản thân của mình, cho phép bạn và họ thực sự thoải mái trong mối quan hệ này, bạn sẽ sớm có câu trả lời thôi. Và lá bài thứ 3 sẽ trả lời cho câu hỏi các bạn, liệu hai bạn còn có cơ hội trở lại bên nhau hay không? Và câu trả lời ở đây sẽ là có, bởi vì lá bài Emperor này xuất hiện. Chỉ khi nào các bạn cảm thấy mối quan hệ bị cân bằng mới được các bạn. Bởi vì có một đối tác đang muốn kiểm soát cái người kia và muốn sở hữu rất là bướng bỉnh và đôi khi là bị hống hách nữa. Do đó cái sự mất cân bằng trong quyền lực, cái mối quan hệ các bạn bị xung đột và không hạnh phúc. Nếu như cả hai bạn tìm sự cân bằng và mong muốn cho mối quan hệ của mình trở thành một cách thỏa hiệp và đàm phán lẫn nhau, thì chắc chắn các bạn sẽ trở lại một ngày không xa. Và cái người các bạn đang quen, họ luôn luôn muốn họ đúng trong cái mối quan hệ này. Một kiểu đấu tranh quyền lực và tranh giành cái quyền mà thống trị trong tình yêu. Khi mà gặp đối tác này thì các bạn hãy cẩn thận rằng bạn đừng có bỏ quá nhiều cái quyền lực cá nhân của mình vào đó, hoặc kìm nén con người của bạn để được cái mối quan hệ này. Nếu như các bạn cảm thấy bạn có thể chịu đựng được họ, có thể chịu đựng những sự khó khăn trong việc kết nối cảm xúc với người này và chịu được cái tính khí là luôn luôn đúng của họ, thì các bạn mới có mối quan hệ trở lại với người này. Còn nếu không thì mình nghĩ mình nên cho họ ra đi các bạn. Bởi vì những cái gì mà đến từ cái việc hống hách muốn thống trị kiểm soát người kia sẽ không mang đến hạnh phúc. Đôi khi nó mang đến sự tàn nhẫn trong mối quan hệ. Và khả năng mọi tình huống là các bạn sẽ bị người này đè bẹp bạn rất nhiều. Một dấu hiệu cho thấy quyền lực bị lạm dụng trong mối quan hệ. Và các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ. Mình lựa chọn một người biết yêu thương và trao đổi bản thân, trao đổi giá trị, biết mềm mỏng trong mối quan hệ, chứ không phải kiếm một người cha, một người thầy hay một người ông về để hầu hạ, chăm sóc. Bạn nên nhớ cho mình cái điều này. Và năng lượng, chỉ khi nào họ tìm được sự cân bằng. Bây giờ, các bạn muốn trở lại với người này, thì các bạn phải liên hệ lại với họ. Và nếu như bạn cảm thấy được cái năng lượng của họ là có sự cân bằng, không còn muốn thống trị, không còn đúng sai mà không còn áp đặt bạn nữa, thì chắc chắn các người này đã hiểu ra họ đã sai chỗ nào và mình hoàn toàn có thể tiếp tục mối quan hệ và gặp lại một ngày không xa. Và cái ngày đó là cái ngày nào thì có thể là 4 tháng nữa hoặc là 4 tuần. Ở đây cái số 4 năng lượng thể hiện là con số may mắn cho các bạn. Và câu trả lời là có nha các bạn. Liệu hai bạn trở lại hay không là có, chắc chắn sẽ có. Nhưng mà nó sẽ có nếu như các bạn chịu chấp nhận và thấy sự thay đổi ở người đó. Chứ không phải là có rồi nhào vô khiêm đau thổ lần nữa nha các bạn. Phải thấy là họ thay đổi thì mình mới tiếp tục mối quan hệ. Còn không, bấm nút cho lui để mình tìm một hạnh phúc tốt hơn cho chính bản thân mình. Mình xin kết thúc trải bài ở đây. Và nếu như các bạn muốn biết là lời họ muốn gửi cho bạn là gì, thì các bạn đón xem vào trải bài tiếp theo sau trải bài này ha. Có thể là sau chiều nay mình sẽ ra trải bài này. Xin trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.